Bắt được quả tang nhá. Mấy ngày hôm nay mùi xú ế bốc lên nồng nặc, chui vào trong nhà đóng cửa vẫn thấy mùi. Sao cô lại chặn cống nhà tôi vậy hả? Cứ tối thì tháo ra, sáng ra thì kín mít. Hóa ra thủ phạm chính là cô, rình mãi bắt được nhá. Này, không đắp thì nước phía trên nhà ông tràn đầy phía dưới sân nhà tôi kia kìa. Mà có phải nước sạch đâu. Mùi xú ế là của nhà ông, ông ngửi thì có sao đâu, đừng có bắt người khác phải ngửi. Này, không phải kêu nhá. Cái cô này vô lý thật. Cái giống nước ấy thì là phải chảy xuống, chẳng lẽ nó chảy ngược lên trời à? Cô tháo ra không? Không tháo đấy. Đấy, làm gì tôi nào? Cô tháo ra không thì bảo. Ông định đánh đàn bà à? Này, đừng tưởng nhá, đây có võ đấy. Ôi làng nước ơi, ông Quang ông định sàm sỡ, à định đánh tôi đến này, làng nước ơi. Ôi giời ơi, biết ngay mà, võ ơi là võ mồm, hài. Ờ đấy, tôi có võ mồm đấy, ông biết mà tránh xa ra nhá. Mà sai lẻ ra rồi còn kêu oan cái gì? Thì tôi cũng đang cố gắng khắc phục đây. Mà tổ mình hôm nọ đã họp hành đóng góp tiền nong mà chả thấy làm cống làm chắc gì cả. Có 60 nhà thì 59 nhà đi họp, bà đều đồng ý làm cống. Chỉ có mỗi mình nhà bà không đi họp thôi. Đi họp thì không đi họp, mà đã thế nói thì chẳng nghe. Chiều nào loa nhà văn hóa cũng nói ầm ầm, thông báo là chủ nhật tuần này các gia đình phải bố trí ở nhà để người ta đến đo đạc. Thế mà cô chẳng để ý gì cả. Họ đo qua đâu? Họ đo qua đây, qua cổng và qua vườn nhà tôi với nhà cô đây này. Không được, không được là không thể như thế được. Họ mà làm cống ngay qua mép cổng nhà mình thì có phải là mất đi cả mét vuông đất không? Mà tấc đất, tấc vàng, chứ có phải đùa đâu. Mẹ ơi, mẹ đang nghĩ gì vậy? Không thấy con gọi từ lúc nãy à? Nồi nước mẹ nấu sôi rồi kìa. À thế à? Mà mẹ dặn này, tí nữa mà có bác tổ trưởng đến thì cứ bảo mẹ không có nhà nhé. Sao thế mẹ? Thì cứ bảo là mẹ không có nhà. Mẹ đi vào buồng nằm ngủ với em đây, đừng có mà hỏi nhiều. À, mà nhớ là phải bảo mẹ là không có nhà, nhớ chưa? Dạ vâng ạ, mẹ ốm hả mẹ? Mẹ không ốm, nhưng mà sắp ốm về tiếc của đây con ạ. Thôi mẹ đi nghỉ đây, mà cái nồi nước lá dưới bếp kia con cứ rút củi ra để cho nó nguội, để lát mẹ tắm cho em nhớ chưa? Chị Huệ ơi, chị có nhà không đây? À, bác chào cháu. Mẹ cháu giận là ai hỏi thì mẹ không, thì bảo là mẹ không có nhà. Sao mẹ cháu lại dặn như thế? Biết ngay mà, bà này tôi đã nghi rồi. Trốn cả bà tổ trưởng đây, không biết còn định dở cái trò gì đây nữa. À, chào chị tổ trưởng. À vâng, à, chào anh Quang ạ. Vâng, chào chị. Này, tôi biết cô Huệ ở đâu đấy, chị cứ để tôi. Ôi giời ơi, có gà mổ vườn rau nhà cô Huệ kìa. Cô Huệ ơi. Ơ, à, thế tôi tưởng cô ở nhà. Định trốn chị tổ trưởng có việc gì đấy? Chào chị tổ trưởng. Thôi, mời anh chị vào nhà uống nước. Vâng, chào cô. Thế mà lúc nãy anh cháu bảo mẹ cháu không có nhà. Chị Huệ này, hôm nọ chị không đi họp nên mà hôm nay tôi đến đây để thông báo cho chị biết về cái tình hình họp bàn xây dựng cái đường cống của tổ ta. Báo cáo với hai anh chị là sau cuộc họp thống nhất giữa các hộ gia đình tổ phố của hôm nọ, chi bộ và tổ phố thì phân công tôi đến để thông báo với các hộ gia đình. Ngày chủ nhật tới đây, chúng tôi sẽ đến đo đường cống mới qua ngõ, qua cổng nhà mình. Cái gì? Đo đắt cái gì? Mà có đo đâu thì đo nhé. Miễn là đừng có đào qua nhà tôi. Không phải đào qua nhà, mà nhà cô đây chỉ đào qua cái mép sân thôi. Cô đúng là... Qua mép sân á, cũng càng dễ đứt động mạch, à, cái long mạch nhà tôi á. Tôi không chịu đâu. Chị Huệ cứ bình tĩnh. Báo cáo với anh chị là cống thoát nước ở đây không chỉ là bức xúc với ba gia đình nhà ta đâu, mà là của cả hơn 60 hộ dân ở tổ này cơ. Đối với tổ phố mình thì các bác biết đấy, khu phố của chúng ta đã phấn đấu xây dựng khu phố văn hóa được
5 năm nay rồi. Chả nhẽ chỉ vì việc này mà ảnh hưởng đến phong trào. Cứ tình trạng này kéo dài, gây ô nhiễm, mất vệ sinh, dịch bệnh thì khó mà lường được các bác ạ. Đúng vậy, chỉ vì cái đường cống nhỏ quá mà đã xây lâu rồi, nước lại không thoát được. Sau nhà tôi á, lúc nào nước cũng bị ngập vì ẩm ướt, mà nhà tôi từ nhỏ đến lớn ai cũng bị nước ăn chân. Mùa đông thì đỡ chứ, mùa hè á, ngứa ngáy đến khổ. Khổ, mấy cái bệnh ngoài da này khó chịu lắm, ngứa ngáy khắp người. Mà đối với trẻ con càng thương chúng nó. Ôi thế à, thế mà con bé nhà tôi á, mỗi lần thấy nước tràn ra ngoài cống á, nó lại còn chạy ra nghịch cơ đấy. Ôi giời ơi. Đấy, cô cứ ngồi đấy mà giữ tí đất ngõ nhà cô đi. Không có bõ bèn gì đâu, mà lợi bất cập hại, mà mùi hôi thối nhá, còn ảnh hưởng đến tim gan phèo phổi hơn nữa đấy. Thôi thôi thôi, ông nói nghe kinh quá. Thế thì bây giờ phải làm sao? Chị Huệ ạ, hôm nọ là chị không đi họp nên không được rõ. Các hộ đã được khu phố tập trung bàn bạc và cũng thống nhất cách thức làm, đồng thời cũng tiến hành đóng góp tiền mua nguyên vật liệu và tiền công thợ xây. Đến nay thì cả tổ đã thu được hơn 60 triệu rồi đấy. Nếu cộng với kinh phí hỗ trợ 30 triệu đồng của phường nữa là tổng cộng là được gần 100 triệu rồi đấy chị ạ. Số tiền này thì có thể đủ làm cái đường cống mới của tổ ta rồi. Đấy, cô thấy chưa? Cả tổ phố người ta đóng góp, mỗi mình chỉ nghĩ đến cái lợi ích nhỏ nhoi của mình. Thế chị tổ trưởng này, thế bây giờ tôi đóng góp có được không? Có sợ muộn không? Muộn gì mà muộn, chủ nhật này mới đo, làm sao mà không đóng được. Cái cơ bản là cô có cho xây cống đi qua khu vườn nhà cô không ấy chứ? Thì tất nhiên là tôi đóng tiền thì tôi phải đồng ý cho cống đi qua chứ. Đúng rồi. Vâng, chị mà đã hiểu được như vậy thì tốt quá rồi. Đúng rồi. Vâng, cảm ơn chị tổ trưởng. Suýt nữa vì cái cống mà tôi lại đánh mất tình làng nghĩa xóm. Đấy. Lại còn bị tổ chê cười vì cái suy nghĩ còn vụn vặt quá. Tôi cảm ơn chị và xin lỗi anh Quang nhá. Tôi cũng có lỗi của mình, vì mỗi cái cống mà cũng làm ảnh hưởng đến nhà cô. Đấy, làm việc gì mà có ích cho mọi nhà mà lại lợi cho nhà mình thì việc gì khó mấy cũng làm được anh chị nhé. Vâng, đúng vậy ạ. À.